quý vị và các bạn, là tuyến đường huyết mạch ở xã phía nam của huyện. Nhưng hiện nay đường từ trung tâm xã Hòa Bắc vào khu tái định cư thôn 8, 9 và 11 đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Điều đáng nói hơn là một số phương tiện trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng ngày đêm hoàn hành đã khiến cho tuyến đường ngày càng bị xuống cấp hơn. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng, chính quyền địa phương cần có giải pháp quản lý, sửa chữa để đảm bảo giao thông tại địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Mặt đường bị cày nát bởi những chuyến xe vận chuyển vật liệu xây dựng trọng tải lớn với vô số ổ voi, ổ gà. Mưa lầy, nắng bụi, đó là thực tế đang hiện hữu của tuyến đường nối trung tâm xã Hòa Bắc vào khu tái định cư của người dân thuộc thôn 8, thôn 9 và thôn 11 thuộc huyện Di Linh. Kèm theo đó là nhiều vụ tai nạn gây thương tích cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Con đường này xuống cấp là do xe chở cát nhiều, họ đi rất là nhiều, mùa mưa cũng như mùa nắng mà kể cả đi thâu đêm luôn, là đi là cứ đi tạo ra nhiều ổ gà, ổ voi mà hôm trước mưa nhiều là họ có đi liên tục làm cho con đường nó hư hỏng, học sinh đi rất là khó khăn cho nên là dân người ta lên án nhiều. Nhiều người là chở con đi học trong kia là ngã, dập ngã rụi xuống ấy chứ đâu có phải là ấy đâu. Ở đây bảo thời gian thì nói thì đây nó đổ những cái đá to như này thì chủ yếu phục vụ các ông đi thôi, chứ còn là dân thì đi thì khổ lắm, chở cà phê rồi mùa màng, nói chung là khổ. Tuyến đường nối trung tâm xã Hòa Bắc vào khu tái định cư của người dân thuộc thôn 8, 9 và 11 thuộc huyện Di Linh có chiều dài trên 6 km, được đầu tư xây dựng từ năm 2011 với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều phương tiện có tải trọng lớn của một số doanh nghiệp vận chuyển vật liệu xây dựng đã làm cho tuyến đường bị xuống cấp. Theo các hộ dân ở địa phương, thì các phương tiện này hoành hành ngày đêm, bất chấp chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị. Cái đường này thì nói thực ra từ năm ngoái năm nay là xuống cấp rất là trầm trọng, cũng đã được kiến nghị lên trên và cũng đã xử lý nhiều lần, nhưng mà mỗi lần cứ sửa đi sửa lại, là cứ sửa xong này thì nó lại trở thành một số những cái đoạn mà nó lại hư hỏng tiếp. Thế còn lại là trong cái quá trình vận chuyển thì xe cát thì trọng tải quá lớn, bà con cũng đã có đơn từ lên xã và xã cũng đã xuống giải quyết. Nhưng mà doanh nghiệp có sửa, nhưng mà sửa cứ mỗi lần sửa thì qua thời gian nó lại như thế này. Hàng ngày thì lưu lượng của xe chở cát ra là số lượng thì nói chung là nó chạy là rất nhiều. Một ngày là xe với lượng xe là chạy cỡ độ khoảng 5-70 xe. Vì xuống cấp của tuyến đường nối trung tâm xã Hòa Bắc vào khu tái định cư của người dân thuộc thôn 8, thôn 9, thôn 11 thuộc huyện Di Linh, cũng ảnh hưởng đến sản xuất phát triển kinh tế nhiều mặt hàng của bà con nông dân, luôn bị tư thương ép giá do khó khăn trong vận chuyển. Mặt khác hiện là mùa vụ thu hoạch cà phê nên bà con càng gặp nhiều khó khăn. Qua rất nhiều lần kiến nghị nhưng các doanh nghiệp vận chuyển vật liệu xây dựng chỉ tiến hành dầm phá các điểm bị hư hỏng, nhưng chỉ làm chiếu lệ làm cho có. Ủy ban xã cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của ban huyện làm việc với hai doanh nghiệp cũng như là với bà con đối thoại với bà con nhân dân ở các thôn này, thì các hai doanh nghiệp cũng đã cam kết tu sửa cùng tu con đường. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có đề nghị với cơ quan chức năng là vì cái trọng tải của các xe chạy là có so với yêu cầu kỹ thuật của con đường thì có vượt quá, nên là chúng tôi cũng đề nghị là các cơ quan chức năng cao hơn chuyên môn của huyện thì có biện pháp xử lý cũng như là có biện pháp hạn chế trọng tải để mà đảm bảo làm sao vừa khai thác được, tuy nhiên là cái an hệ thống đường giao thông của xã được đảm bảo. Việc xuống cấp của tuyến đường ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân. Chính vì vậy, ngành chức năng của địa phương cần có giải pháp để xử lý các phương tiện quá tải lưu thông trên tuyến đường này, đồng thời sớm có giải pháp khắc phục sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.